Đó, như Hạnh nói cũng đúng, mấy bạn nữ thì sẽ tập những cái bài mà móc một cái đồ móc vào cái cổ chân xong rồi đá ra sau để tập mông, hoặc là cái bài mà quay mặt ra ngoài thì hình như nó tên là pull over thì phải, để mục đích là tập cách chuyển động phần hip, phần hông và siết mông lúc mà ở cái phần lock out á, giống như động tác sumo deadlift đi, thì cái đối tượng là chưa có kích hoạt được cái việc siết mông ở cái trên cùng thì có thể dùng cáp và kéo để kích hoạt siết mông lại. Vậy nếu mà tập stability đi, stability thì mình có thể tập bài gì? Ở đây có một bài rất là tốt cho người mới, và nó nhớ là khi tập stability á thì chúng ta không có thể nào là tập mấy bài như là sit up hoặc là crunch, tại vì những cái động tác mà gập cái cột sống lại á nó không giúp để cải thiện cái stability ha. Nó đã thành chuyển động movement system rồi. Nó là những cái chuyển động giúp cơ bắp mạnh hơn, nhưng mà mạnh hơn ở cái lớp phía ngoài chứ không phải là cái lớp mà gắn với cột sống của mình. Thì bên cạnh những bài như plank, side plank, bird dog hay là marching chẳng hạn, thì chúng ta có cái bài gọi là pull-up press. Pull-up press ha. Với máy cable. Pull-up press đây. Thì để xem. Ok, mấy clip ngắn thôi. Đó thì khi chúng ta tập á, cái người khác sẽ đứng hai chân bằng vai, song song bằng vai chẳng hạn vậy. Hông hơi đẩy về phía sau một xíu, sau đó kích hoạt cái core lên, gồng cái core chặt và sau đó đẩy. Đẩy và lưu ý là cái tay luôn giữ như vậy. Ha, cái tay luôn giữ ngay trước ngực nè. Thì Hạnh có thể nói được cơ chế của bài này như thế nào giúp cho nó giữ stability của cột sống không? Em nghĩ là giống như kiểu như là nó keep cái core rồi À. nó xoay cái oblique sang một bên để cho nó cái gì đó, sự ổn định của phần core đúng không anh? Với lại là cần hỗ trợ cái cơ hỗ trợ là À. tay À. gì ta? Vai chứ, vai chứ. Em nghĩ À. là độ ổn định. Đó, rồi. Đúng rồi, thì như các bạn thấy thì cái phần core này á nó không có di chuyển lúc mà cái anh này tập ha. Chỉ có cái tay đưa ra đi đưa vô thôi. Thì khi mà cái tay đưa gần vào ngực á thì nó sẽ nhẹ, tại vì gọi là cái lực cánh tay đòn á, cái đòn bẩy gần lại á thì cái lực kéo nó nhẹ hơn. Còn khi bạn đẩy ra á, cái giống như cái cáp này sẽ luôn kéo người mình nghiêng qua một bên, thì nó sẽ thách thức cơ thể chúng ta làm sao để kích hoạt các loại cơ ở chỗ phần cột sống, rồi ví dụ cơ mông, để giữ cho mình đứng thăng bằng, làm sao đứng y như là không có chuyện gì xảy ra. Đó, mình luôn nhớ cái câu là tập những cái bài như vậy luôn giữ tư thế ổn định giống như không có chuyện gì đang xảy ra hết, cứ tập bình thường đó, mặc dù cái lực kéo qua bên hông đó. Thì mục đích là cột sống giữ ổn định nè, một cột sống luôn giữ ổn định ở tư thế này. Thì tất cả các cái bài pull-up press này là tên gọi chung, và nó có rất là nhiều cái ra cái kiểu để pull-up press, thì mình có thể tìm bằng variation. Cái động tác này nó còn tên gọi khác là capo rotation không ạ? No, không phải. Couple rotation thì mình đã rotate, tức là mình xoay cái cột sống rồi em. Thì lúc này mình đã xoay cột sống thì nó đã chuyển thành cái strain rồi, cái strain của core rồi. Giống như mình tập sit up hoặc là mình gập bụng thì cái rotate này á thì nó đã thành có chuyển động trong đó rồi. Còn cái bài pull-up này á mình coi lại nè, thì họ không có chuyển động ở cột sống ha, họ chỉ chuyển động ở phần cánh tay thôi. Cái anh này đang hướng dẫn, anh áo đen hướng dẫn xoay qua, tức là mình không để cái người mình đi xoay. Còn anh áo xanh làm mới là đúng nè. Đó là tay mình luôn đẩy như vậy và không để người bị xoay. Được chưa? Thì lúc này cơ nó sẽ giữ cho ổn định. Và trong luôn 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 phracing cái core đây, gồng cái core chặt vô, thì nó mới cải thiện được cái stability của core. Ha. Thì chúng ta có những cái variation khác nhau. Ví dụ như đứng tư thế chân trước sau, lunges. Hoặc có thể là 90-90, hoặc là đứng nè. Như anh này đứng một chân. Đó, nó rất là nhiều biến thể để tăng độ khó lên cho cùng một lúc họ có thể cải thiện được thăng bằng, hoặc là cải thiện được thân dưới, bài tập thân dưới và phần core cùng một lúc với nhau. Đó thì do cái người huấn luyện người ta sáng tạo ra bài tập nào đó, nhưng mà cái cốt lõi của cái này vẫn là phần core, được chưa? Đó thì cái bài cái máy cable này tập stability,
Ví dụ như vậy. Vậy nếu mà tập strength thì mình gắn nặng thêm. Còn đối với hypertrophy thì mình canh mức tạ vừa phải rồi mình để volume cao lên. Còn ví dụ như power đi. Power tập với máy cable thì mình sẽ tập cable sao ta? Ví dụ như những người đánh golf đi, đánh golf, golf thì họ phải tập những cái chuyển động đó rất là nhanh và mạnh. Nhanh và mạnh nên họ sẽ tập với những cái loại tạ và những cái máy như máy cable này để cho họ giống như là bắt chước cái chuyển động của họ trong lúc họ swing hoặc là họ đập bóng rổ, bóng chuyền gì đó hoặc là ném xoay người gì đó. Đó thì đây là những cái dụng cụ để họ có thể tập được cái power. Đây, ví dụ như power đây. Bước tới. Đấy, bước tới xoay. Trong lúc ví dụ tập như này thì giữ cho cột sống thẳng để thật ra khi mà mình tập cái golf swing á thì cái người ta cái lưng của họ sẽ luôn thẳng chứ không có cong. Và nó đối với power thì thường người ta gọi là tập luyện cho những cái môn thể thao chuyên biệt rồi. Ở đây mình đưa ví dụ vô cho các bạn dễ hiểu ha. Rồi full motion. Cable. Rồi, ở một cái cần lưu ý đối với máy cable này tức là trên cơ thể chúng ta tất cả các sợi cơ nó đều kéo chứ nó không có chức năng đẩy. Nhắc lại cái việc sợi cơ ha. Tất cả sợi cơ đều kéo và nó không có đẩy được. Thì tương tự như cái máy cable này mình chỉ có thể kéo nó thôi. Ví dụ muốn đẩy ngực. Đẩy ngực, đẩy vai thì mình phải biết được cái hướng chuyển động của cái sợi cơ như thế nào. Mấy cái này nếu mà chúng ta đã từng tập rồi thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn ha. Nói chung các bạn cũng sẽ dễ hiểu. Thì mình phải để cái chiều của cái sợi dây cáp á, nó đối xứng với cái hướng của mà cái sợi cơ nó kéo phát lực thì chúng ta mới kích hoạt được. Chứ ví dụ mình đứng quay mặt vô cái sợi dây cáp mà chúng ta kéo ra sau thì nó không thể nào vào cơ ngực được mà bắt buộc mình phải quay mặt ra ngoài thì mình mới chuyển hướng ra thì nó sẽ chuyển qua tập cơ ngực ha. Ví dụ cùng một độ cao, cùng một cái phương ngang nhưng chúng ta quay mặt vào thì nó thành tập lưng mà quay mặt ra thì thành tập ngực. Đó, thì lưu ý là xác định cái chiều tập thôi. Rồi tiếp theo là cái dụng cụ elastic resistance hoặc là dây band. Ok, dây band rất là phổ biến. Ai giờ hầu như mọi người tập ở nhà đều có những cái sợi band để tập. Thì có thể nói nó giống hoặc là ưu điểm, khuyết điểm, nhược điểm của nó như thế nào hay không? Ai đang tập dây band ở nhà, Duyên, tập dây band có những lợi thế gì? Ủa, Duyên đâu rồi? Nhẹ lắm anh ạ. Nhẹ lắm. À, Duyên tập nè. toàn bị rồi rồi đó. Rồi nói thử ưu điểm, nhược điểm. Ưu điểm là gì? Ưu điểm là gọn nhẹ, Gọn nhẹ đúng. dễ thiết kế bài. À, rồi. Nhược điểm thì nó không có nâng được cao tạ. Cho mấy À. bạn như tập tạ nặng thì không có tập cái đó, thấy nó nhẹ hèo à. À, ok. Đó, đúng rồi đó. Thì đó là những cái chính, những cái ưu và nhược điểm cơ bản của cái sợi dây band. Dây band này, ưu điểm đầu tiên là rẻ so với những thứ dụng cụ khác. Thật ra nó vẫn mắc nhưng mà nó rẻ hơn so với dụng cụ khác. Ha. Rẻ hơn so với những dụng cụ khác để tập kháng lực, resistance, và nó có thể thay thế được. Rồi giúp cải thiện proprioceptive demand, tức là kiểm soát cơ thể, kiểm soát chuyển động. Giống hôm trước mình có học về cái động tác mà earthquake á, earthquake khi mà mình buộc dây band vào để mình kích hoạt thần kinh và kiểm soát cơ thể đó. Còn nhớ không mấy bạn? Ví dụ squat upright. Mấy bài này có thể đưa cái band vào, gắn tạ vô rồi tập. Để tập ổn định khớp vai, chuyển động. Đó. Rồi. À, và khi gắn band này nó sẽ giúp cải thiện cái gì nè? Cải thiện ổn định khớp. Những người mà tập phục hồi chức năng thường sẽ dùng dây band nhiều. Tại vì nhờ cái tính gọi là cái tính mất ổn định của sợi band đó mà giúp chúng ta tăng cường cái sự ổn định của cơ thể.
ha. Rồi những cái sợi dây band này chúng ta có thể tập endurance, sức chịu đựng. Tại vì có thể tập, ví dụ đeo band lên người xong rồi đạp xuống rồi có thể thực hiện squat nhiều cái, nhiều rep, high volume. Đó, ưu điểm đó là tập volume cao. Rồi, nhưng mà nó sẽ không lý tưởng, như mấy bạn cũng biết là nó không lý tưởng để cải thiện sức mạnh tối đa, tại vì nó không có đủ nặng. À, không đủ nặng. Nhưng mà có thể cải thiện được cái gì? Cải thiện được sức mạnh tương đối và cái sức bền, cũng như là mục đích để phục hồi chức năng, rehab purpose. Rồi, chúng ta vẫn có thể chuyển động được nhiều mặt phẳng khác nhau và có thể di chuyển đủ cái ROM của cái chuyển động. Và bên cạnh đó, cũng giống như cái cáp hồi nãy, cái bài, những cái bài mà xoay người chẳng hạn, thì đối tùy với những bộ môn thể thao đi, nó cụ thể khác nhau, thì những cái dây band này có thể bắt chước, giống như cái sợi cáp đó, có thể bắt chước được cái chuyển động đó. Ví dụ cho người tập đánh golf nè, cho người tập đánh tennis nè, ví dụ họ cầm dây band nhảy qua nhảy lại rồi họ đánh bằng cái tay không nhưng có cầm theo sợi band để giúp cho họ phát lực nhanh hơn, mạnh hơn và giữ được cái ổn định tốt hơn chẳng hạn. Và cái dây band này chúng ta cũng có thể tập cái bài pull-up press hồi nãy cũng được, thay cho, nếu mình không có cáp mình có thể thay bằng dây band vẫn tốt ha. Cái dây band này nó khác nhau ở chỗ là nè, để phân biệt nó thì có phân biệt theo màu, theo kích thước và độ dày. Vậy có bạn nào nói cho mình biết cái dây band và cái cáp khác nhau chỗ nào hay không? Ngoài cái việc nó là cáp và band thì nó khác nhau cái nào? Dây band thì nó không tăng thêm được độ nặng anh, còn cáp thì mình có thể tăng thêm được độ nặng, cái dàn mé của họ của mình tăng. Ok. Rồi, với lại có một ý nữa là cái mà cáp á và dây band nó khác nhau ở chỗ là cái, đối với cáp á thì cái trọng lượng, cái khối lượng á nó luôn giữ nguyên. Còn cái dây band á khi nó bị kéo căng thì lực resistance của nó càng lớn. Khi kéo nó càng căng thì cái lực nó càng lớn ha. Đây là cái điểm khác biệt của dây band và cái cáp. Được chưa? Ủa xí, mọi người cho em hỏi cái cáp là gì vậy? Cái cáp là cái cable machine, cái hồi nãy mình mới học đấy. Cable. Dây cáp với em. Dây cáp. Ok. Tội nghiệp bé nói cable mới hiểu chứ nói cáp bé không hiểu. Rồi, đó cái dây cáp ha. Dây cáp là dây, tại vì khi ở ngoài có mấy cái cáp này nè, nó là sợi cáp luôn á. Rất là nhiều cái sợi thép bọc lại với nhau, siết lại với nhau xong rồi có lớp cao su ngoài á, nên người ta gọi là dây cáp. Rồi thì ví dụ khi mình ạt cái band vào, tưởng tượng nếu mà chúng ta gắn một cái đòn vào hai cái cáp này, chúng ta squat đi, thì cái trọng lượng sẽ không đổi. Nếu chúng ta ở điểm cao nhất hoặc thấp nhất, nó đều là, ví dụ 50kg vẫn là 50kg, được không? Nhưng nói với sợi band á, mà mình, ví dụ máng sợi band lên cổ đi, rồi mình đạp lên mình squat, thì cái điểm thấp nhất nó lại nhẹ hiều, mà cái điểm cao nhất thì nó rất là nặng, nó muốn bẻ người mình xuống luôn. Đó, ví dụ như vậy. Thì chúng ta có thể áp dụng những cái liên quan đến đặc tính của dụng cụ đó để chúng ta phối hợp vào tập luyện. Ví dụ, một số ví dụ ha. Mình tập deadlift đi. Mà bây giờ cái lực nắm tay của mình yếu quá thì mình làm gì? Mình sẽ đưa cái band vào cái deadlift. Band deadlift. Đưa vào band deadlift, có thể gắn vào cái đòn luôn. Hoặc là mình đứng mình cầm cái sợi band cũng được. Vậy các bạn thử hình dung, nếu gắn cái dây vào cái đòn như thế này á, thì nó sẽ cái lực nó khác nhau như thế nào? Có ai hình dung được cái lực khác nhau? Ừ. Thì là sau là dựa vào cái tính đàn hồi, cái dây đấy nó căng hết, nó sẽ kiểu kéo mình ngược trở lại ấy ạ. À, ok. Đó, thì ví dụ như đối với bài conventional deadlift đi, khi mà gắn band vào á, điểm thấp nhất là nhẹ nhất và nó sẽ tăng dần khi mình đứng ở trên cao nhất, đứng ở cái điểm lockout. Thì để làm cái gì? Nó sẽ giúp tăng lực nắm nè. Ví dụ tối đa mình có thể kéo được khoảng
120 đi, one rep max 120. Nhưng mà nó mình cũng biết rõ là nó sẽ hại thần kinh, nên chúng ta không muốn hại thần kinh chỉ để luyện cái lực nắm, và mình không muốn cho cái lưng mình bị quá quá tải, muốn giữ cho nó an toàn cho cái lưng, thì mình có thể hạ tạ xuống, hạ xuống khoảng 90, 80 hoặc 100 thôi, nhưng mình gắn cái band vô, mình gắn cái band vô để mình luyện lực nắm ha. Thì khi mà mình kéo từ dưới đất lên á, dưới đất lên, cái lưng mình vẫn chịu được, vẫn tải nổi, tại vì nó dưới cái ngưỡng quanh rep max của mình, hệ thần kinh mình vẫn chịu nổi, vẫn chịu nổi ha. Chỉ có cái điểm cao nhất khi mình lock out rồi đó, thì lúc này cái áp lực mới là lớn nhất. Thì ví dụ nó add thêm khoảng 10, 20 kg gì lên, thì lúc này là đúc mà mình luyện cái lực nắm và cũng như cái hệ thần kinh của mình, lúc này nó mới kích hoạt để nó kiểm soát cái mức tạ. Và đối với người tập, ví dụ tập sức mạnh đi, thì để họ kiểm soát được cái tư thế lock out của họ chắc hơn, thì khi mà họ bỏ cái band ra thì cái động tác họ sẽ chắc và mượt hơn, được không? Đó, ví dụ là như vậy. Conventional deadlift hoặc là sumo deadlift có thể đưa band vào. Hoặc là hôm trước mình có tập một cái bài deadlift mà power đó, cũng đưa cái band vào để nó tăng cái nhịp độ lên. Hoặc là ví dụ chúng ta có thể tập power bằng kettlebell chẳng hạn, kettlebell swing, band, resistance band. Đó, thì có thể tập cái này để tăng cái power lên, tăng cái cả về sức mạnh và tốc độ thực hiện động tác của mình lên. Mình buộc cái dây band này vô cái cục tạ, thì dây band sẽ kéo cái cục tạ nhanh về về cơ thể, và mình phải luôn giữ được cái form cơ thể của mình. Đó, luôn giữ được cái form, và bên cạnh đó phát lực nhanh để đẩy nó ra tiếp. Cường độ sẽ cao hơn so với mình chỉ dùng cái band bình thường. Đó. Chúng ta có thể ghi một số tên bài tập rồi thử add band vô, coi người ta add như thế nào, rồi chúng ta tập thử. Nó sẽ tăng cái intent, tăng độ khó lên chẳng hạn. Rồi, đó là về dây band. Bên cạnh cái dây band bự thì chúng ta còn nhiều cái loại band nhỏ như mini band, thì tập những cái bài nhỏ cô lập cơ, hoặc là dây band này còn giúp để kích hoạt. Đối với dây band còn giúp kích hoạt được hệ thần kinh. Đối với những người mà bị sai lệch tư thế đi, ví dụ như mini band, mini band để cải thiện cái việc bị chụm gói lúc mà tập. Ví dụ như bị chụm gói thì mình sẽ đeo cái dây band vào đầu gói, đeo dây band, hoặc là cải thiện khớp hông. Đây, mình sẽ là mở một mẫu một cái video của SWAT University ha. Mình có thể thấy là anh này đang dùng cái dây band, mục đích là do cái hông của người tập á, bị giới hạn. Khi mà họ test á, thì cái hông họ bị giới hạn khi thực hiện bài SWAT đi. Thì sau khi họ SMR, họ giãn cơ, thì có một cách nữa là dùng cái dây band để mục đích là kéo cho cái xương á, cái đầu xương trở về đúng cái vị trí của nó ở trong cái ổ khớp của khớp hông. Cái ý tưởng là như vậy. Đó, thì cũng là một cách dùng dây band để phục hồi gọi là phục hồi chức năng rehab hoặc là khắc phục tư thế. Đây, đưa dây band vào sát khớp hông và kích hoạt cơ mông và di chuyển đầu gối để cho nó đưa ý tưởng là đưa cho cái khớp gối, cái khớp hông, cái xương của xương đùi á, đi vào lại đúng cái khớp hông. Thì lúc này chuyển động mình sẽ mượt hơn và nó đúng kỹ thuật hơn. Bên cạnh đó, ví dụ như ai có vấn đề như là gập cổ chân bị căng, bị giới hạn cái độ linh hoạt cổ chân đi, linh hoạt cổ chân, thì cũng có thể dùng band với cái ý tưởng giống vậy. Theo anh này nói là do cái xương, gọi là cái xương thallus á, nó bị đi ra ngoài, nó bị đi sai vị trí của cái xương cẳng chân và bàn chân. Nên chúng ta mục tiêu là dùng cái dây band để làm gì? Để kéo cho cái cục xương đó quay về cái chỗ cũ. Đây, ví dụ như này, cục xương này khi gọi là hoạt động sống bình thường hoặc vận động mình bị sai đi, nhất là mấy bạn nữ ví dụ bị té, bị đi giày cao gót đi, sau một lần chấn thương nó sẽ làm dẫn nó sai lệch ở trong cấu trúc của cái ổ khớp này. Thì để cải thiện cho nó quay về cái chỗ cũ á, thì có thể dùng cái dây band này để kéo cái xương ở đây, gọi là xương thallus bone, thallus
kéo cục xương này quay về chỗ cũ bằng cách là buộc vô nằm ở dưới cái cổ cái xương mắt cá và đẩy đầu gối về phía trước, và chúng ta phải đặt kê cái chân mình cao lên để nó kéo theo cái chiều kéo kéo nghiêng về phía xuống dưới 45 30 đến 45 độ thì cái xương này nó mới đẩy về vị trí cũ được ha. Đó, đó là một số cái ý tưởng như vậy. Đó, sau khi chúng ta ví dụ assessment cho khách hàng thấy họ bị vấn đề nào đó cổ chân bàn chân rồi đầu gối hông gì đó thì chúng ta có thể dùng những dụng cụ bài tập như thế này để cải thiện. Rồi tại tại sao phải bây giờ nếu bây giờ mình không có cái dây ban đó mình dùng dây khác được không? Hôm trước mình cũng có hỏi. Bây giờ nếu mà không có dây dây ban đàn hồi thì mình dùng cái sợi dây dù được không? Dây thun ràng được không? Dây thun ràng cũng được. Bây giờ ví dụ giữa dây ban và một sợi dây dù, đối với những người bị hip hip swing đi, không nhớ rõ là cái tên đó là cái gì, hip impingement impingement fixed band. Đó, dây đang nói là ví dụ giữa giữa cái dây có đàn hồi và dây không đàn hồi á thì mình có thể thay thế cho nhau được hay không? Ví dụ giờ không có dây đàn hồi, lấy dây không đàn hồi được không? Được không? Alo. Hello, hello. Mình còn on không mấy bạn? Mấy bạn có nghe rồi không? Ok. Bây giờ mình có thể dùng cái sợi dây khác thay cho cái mini band hoặc là cái resistance band được hay không? Lỗi trụng gối anh. À, ví dụ lỗi chùm gối đi. Lỗi chùm gối là chúng ta sẽ dùng một cái dây band. Mình kéo cái gối vô. Ví dụ mini band Em đi. thấy sửa lỗi trụng gối còn một cái cách khác là cho một chân đứng lên kiểu một phần nó tương đối cao, hoặc là mình xếp tạ chồng lên nhau, sau kiểu từ từ cái chân đấy xuống, còn cái chân kia thì mình để thẳng ra ấy ạ. Đấy thì cũng là cách để sửa lỗi trụ gối á. Đúng rồi. Vậy vậy cái lỗi chụm gối đó, cái đó gọi là bài one leg touchdown. Vậy cái bài này á mình nó khác nhau cái gì nếu chúng ta cái bài này đúng không? Đứng trên nè, đứng trên một cái mức tạ nè. Vậy bây giờ chúng ta có thể à chia ban vô cái đầu gối được không? Cái gì anh Đưa em chỗ đưa em cái mưa đưa cái dây ban vào cái đầu gối nè. Mục tiêu ví dụ à để mình giải thích, ví dụ cái bài cái người nào bị squat bị chụm gối đi thì khi mà xuống á đầu gối họ sẽ bị chụm vào để họ đứng lên. Thì khi chúng ta dùng cái ban mình kéo vào á, mình sẽ móc vô cái đầu gối nè. Mình kéo qua hướng cho cái đầu gối chụm luôn. Mình kéo cho đầu gối chụm vô ha. Thì cơ thể nó sẽ làm một cái chuyện đó là nó phản hồi ngược lại, nó sẽ kích hoạt cơ mông mở cái gối ra ngoài. Được không? Những người mà bị chụm gối là đơn giản là do cơ mông họ bị yếu và cơ đùi phía trong họ mạnh nên họ bị kéo cái đầu gối xoay vô. Thì bây giờ mình dùng một cái ngoại lực là dây ban. Mình buộc vô đó, mình kéo. Thì lúc này hệ thần kinh sẽ làm cái chuyện là kích hoạt cơ mông mở cái gối ra. Được không? Đó là cái ý tưởng của cái bài tập này. Đối với người mới thì mình không cần dùng band, mình cho họ tập không thôi. Đứng lên xuống và mở cái đầu gối tự động kích hoạt, tự họ kích hoạt. Khi nào họ quen cái chuyển động đúng rồi đó mới cho họ đeo cái band vô. Mới lúc này mới cho họ đeo band vô để họ tăng cái độ khó lên ha. Thì đó là ý tưởng. Mấy bạn có hiểu được cái cách hoạt động của cái band không? Duyên hình có dung được không? Duyên hình dung được không Duyên? Hello. được 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 Ok. Đó. hiểu với Mình anh, nhưng mà nó có vẻ như khó thực hiện nha. không dễ dễ Khó thực mà. hiện hơn là đứng tạ. Dạ Không, sẽ mất rất thời khi gian nào anh. mấy bạn thực hiện rồi á, mấy bạn sẽ hiểu nguyên lý nó dễ hơn là nói không. Nói không nó sẽ hơi khó hình dung.
Hỏi 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 Dung hỏi một tí này, tức là nếu mà đeo đeo bỏ band vào ấy thì ở một bên đúng không, Đúng người ở rồi, một đúng rồi, bên đúng rồi. cầm đúng không? Đúng rồi. Ví dụ cái anh áo đỏ này anh phải ngồi cái hướng ngược lại bên bên trái nè, để anh ngồi anh kéo cái chân vô, anh kéo đầu gối quay vô. Thì khi anh ngồi anh kéo đầu gối quay vô, đúng ra anh đang, tại vì anh đang ngồi đây để anh hướng dẫn, còn nếu mà đúng á đang phục hồi á thì anh phải ngồi hướng ngược lại để anh kéo đầu gối xoay vô. Thì lúc này cái người tập á tự động dùng mông của mình kích hoạt mở ra ngoài. Thì lúc này họ mới fit được cái chuyện là họ bị chụm gối. Được không? Đó là tập. Ngồi ở cái tư thế đấy, ngồi ở tư thế đấy mà kéo kéo ra được không? Không, tại vì nếu ngồi ở tư thế này buộc dây ban kéo ra, cơ bản mình đang bị chụm vô đúng không, mình lại kéo nó ra tại vì mình nghĩ là mình giúp cho nó mở ra, nhưng mà cơ thể mình nó sẽ làm chuyện ngược lại, đang kéo ra phải không, thì bây giờ gồng cơ kéo ngược vô, hiểu không? Đó, cơ thể nó sẽ kháng lại cái lực bên ngoài, nó sẽ tìm cách nó kháng lại lực bên ngoài, nên mình sẽ càng bị căng cái cơ đùi bên trong nè. Đó, đó là lý do mình không có kéo theo cái hướng mở ra ngoài mà mình phải ngồi cái hướng ngược lại mình kéo vô. Anh ơi, thế bình thường một số khách hàng của em á, mà khi mà kiểu như là bắt đầu lên tạ nặng hơn một chút ấy ạ, thì họ cũng kiểu hơi hơi có hiện tượng trụng gối, thì em thường là em sẽ đặt tay vào cái phía trong đùi, trong cái đầu gối của họ ấy. Để làm gì? Đó, để kiểu như là rồi họ em sẽ hô lớn là kiểu mở gối ra ấy. Kiểu tức là em sẽ không không hẳn kiểu như là không ấn Ok. vào, không ở vào, mà kiểu như là để vào để họ kiểu biết là mình đang trụng gối ạ. Rồi rồi Đấy, rồi, như ok. thế là có ok không ạ? Kiểu đó anh nghĩ nó không ok lắm. Em nên dùng dây band hoặc là kêu họ dùng mini band. Em có thể nói họ dùng mini band. Dùng mini band để tức là sẽ có những, ví dụ như bản thân anh đi, khi anh tập bài squat á thì mức tạ khoảng 70% anh không chụm gối, nhưng khoảng trên 80% anh sẽ chụm gối. Để tại vì nó quá nặng thì cơ thể mình lúc này phải linh hoạt làm sao đó nó mượn chỗ này chỗ kia sao đó để nó đứng lên cho bằng được, hiểu không? Thì lúc này nó chụm gối để nó đạp lên bằng cái đùi trước. Thì lúc này cái việc em nên làm đối với người khách á là em giảm tạ lại một xíu và cho họ đeo dây mini band vô tập, được không? Để bản thân cái hệ thần kinh của họ phải kích hoạt được luôn mở cái đầu gối ra ngoài, và cái mini band là cái gọi là tối ưu nhất. Khi tại vì khi họ xuống á, cái mini band nè nó sẽ kéo cái đầu gối họ vô, em hình dung không? Rồi sau đó khi họ ở điểm thấp nhất họ tự động phải banh cái gối ra họ đạp lên, thì lúc này cơ mông vô tình được kích hoạt luôn và lặp đi lặp lại cái chuyện này nhiều lần, thì họ đang thực hiện đây gọi là cái phase gọi là stabilize luôn đó, cho cái phần chụm gối, fit lỗ chụm gối nè, stabilize của nó. Họ ví dụ sau 3 tuần 4 tuần thì họ sẽ có thể bỏ cái band ra tập bình thường với mức tạ đó hoặc là thêm một chút tạ lên mà vẫn có thể kiểm soát được cái đầu gối của mình được. Có thể hình dung được không? Chứ cái lực tay của mình á, mình ấn vào cái đầu gối mà mình đẩy ra như vậy thì cơ thể thật ra nó lại kích hoạt cái cơ đùi phía trong. Cơ thể chúng ta luôn làm cái chuyện là kháng lại cái lực bên ngoài ha, nên mình không có làm như vậy. Dũng hiểu ý tưởng không Dũng? Nên mình cũng sẽ không dùng cái dây gì để mình kéo cái chân mình ra ngoài hết ha. Mình phải kéo cái hướng mà nó đang bị chụm á, nó đang bị chụm phải không, giờ kéo nó chụm vô luôn thì nó sẽ tự động nó kích hoạt nó kéo ra, ok không? Dung hiểu rồi. Ok. Ok ok Và cái dây mini band á hoặc là bất cứ cái dây đàn hồi nữa, nó tại vì nó đàn hồi nên ví dụ tưởng tượng nó như là cái loại banh stabilization ball hoặc là bosu ball, nó làm cho cái môi trường không có được ổn định, và từ như vậy cái hệ thần kinh chúng ta phải kích hoạt các sợi cơ để làm cho cơ thể mình ổn định hơn. Vì vậy chúng ta không thể thay bằng một sợi dây khác mà không có đàn hồi, ví dụ như dây dù hoặc là một cái dây dài, dây ba lô, dây dài, dây gì đó buộc vô thì nó không có cùng tác dụng ha, mà phải là dây đàn hồi mới được. Rồi đó là về dây band. Rồi tiếp theo là medicine ball. Medicine ball nó có nhiều kích cỡ, nhiều size, được được phát minh ra ở Hy Lạp và Ai Cập gần 3.000 năm trước. Thường dùng hồi trước là do những người vật lý trị liệu dùng để rehab
phục hồi chức năng nên mới được đặt tên là medicine ball. Và ngày nay kiểu nó càng ngày nó càng phổ biến hơn, người ta áp dụng vào tập luyện thể thao. Bởi vì chúng ta có thể dùng banh đó để ném, để chụp, và nó có thể kết hợp những động tác như xoay người hoặc là đập xuống đất hoặc là ném xa gì đó, phù hợp cho những người tập luyện thể thao gọi là specialized, tùy đặc trưng của môn thể thao. Ví dụ người đánh golf hoặc là người đánh tennis, họ có nhiều động tác xoay người, thì thay vì có thể dùng cái máy cable hoặc là dây band, giờ họ vẫn có thể dùng với lại medicine ball cũng được. Medicine ball xoay người, ném banh. Đó thì cùng là một động tác đó, nhưng mà thì các cái nhóm cơ giống nhau, đều hoạt động giống nhau như vậy. Không, tại vì cơ thể chúng ta nó chỉ biết là có xoay người thôi, chứ nó không cần biết bạn xoay người để bạn đánh golf, hay là bạn xoay người để bạn đánh tennis, hay là bạn xoay người để bạn đấm boxing. Nó chỉ biết xoay là xoay. Thì chúng ta dùng cái banh đó để mình xoay, tập động tác xoay người chẳng hạn đó. Và vì chúng ta có thể tập với vận tốc khác nhau nên nó sẽ giúp cải thiện được các bài tập về power, được không? Bên cạnh đó, dùng medicine ball như một loại tạ vì nó có nhiều mức, từ 4kg, 6kg, 8kg, 10, 12kg gì đó. Thường nó sẽ dao động khoảng như vậy. Có thể là dưới 20kg. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn có thể tập instability. Ví dụ tập dùng cái medicine ball này để tập đập thăng bằng, tập sự ổn định cho cơ thể. Ví dụ như chống đẩy đặt một tay lên trái banh, một tay dưới đất, thì giúp cho cơ thể mình kiểm soát từng bên nó ổn định hơn. Hoặc là đặt hai tay lên trái banh luôn cũng được. Đó, thì mặt phẳng lúc này không còn ổn định nữa, chúng ta phải dùng cơ thể chúng ta giữ ổn định. Đây là cách dùng medicine ball. Medicine ball thì hôm trước hình như mình cũng có share về một cái clip tập trên group về tập boxing đó. Boxing có dùng medicine ball thay vì cầm cục tạ đấm, thì người ta bây giờ cầm trái banh ném, thì nó đi đúng cái phương và cái hướng của cái lực phát ra của cái người đánh boxing. Tương tự như cái động tác xoay người ném banh thì nó sẽ giống với lại động tác swing của cái tay lúc mà đánh golf hoặc là đánh tennis, được không? Chứ chúng ta không có cầm cục tạ đấm, nó sẽ đi khác cái phương. Đó là ý tưởng của những người ta nghiên cứu và tập luyện. Đây là medicine ball squat. Rồi đây, medicine ball push up chống đẩy. Đó này để tập luyện power chest. Ok. Rồi tiếp theo là kettlebell training. Kettlebell được đầu tiên á, nó là những cái cục tạ để mà người ta bỏ lên cái cân á. Bỏ lên cái cân giống như mình cân mà bỏ tạ lên cái nghiêng qua nghiêng lại. Thì cái kettlebell lúc đầu nó là như vậy. Rồi sau này người ta được sử dụng ở trong quân đội Nga để tập luyện. Tập luyện về condition và strength, sức mạnh. Và nó thường dao động từ những cục tạ nhẹ nhất là 4kg cho đến nặng nhất là 64kg. Cục kettlebell 64kg thường để dùng thi đấu. Và nó cũng có thể dùng tập luyện free weight, nhưng mà cái đặc điểm khác của nó là cái điểm đặc lực của nó sẽ khác. Okay. Điểm đặc lực của nó sẽ khác so với dumbbell và barbell hoặc là medicine ball. Tại vì kettlebell thì cái điểm nặng nhất của nó không nằm ở ngay cái tay mình, mà nó cách xa dưới này nè. Đó, cách xa ở ngoài, tại nó là cái ấm ha, tạ ấm. Rồi. Có thể dùng nó để tập cái gì? Để tập những bài tập yêu cầu về sức mạnh nè, phối hợp cơ thể nè, hoặc là cải thiện về khả năng huy động hệ thần kinh, tăng cường liên kết thần kinh, giữ ổn định, hoặc là chuyển động, những cái chuyển động chính trong động tác. Và những cái điểm thường thấy nhất đó là động tác swing. Đối với kettlebell, nói đến kettlebell là nói đến swing. Swing là swing, không biết tiếng Việt là gì, cứ gọi là swing thôi. Có thể chúng ta có thể swing bằng hai tay, một tay, hoặc là tay này xong thả ra chụp bằng tay kia chẳng hạn, tay này tay kia luân phiên. Thì nhờ những động tác đó và những cái tốc độ khi tập bài swing đó, nó giúp cải thiện skill, rồi cải thiện coordination, phối hợp cơ thể, khả năng kiểm soát hệ thần kinh, dynamic strength. Và nó thú vị, nó vui.
cái động tác kettlebell swing, kettlebell swing thật sự phải tập đúng thì nó mới hiệu quả. Kettlebell swing, chuyển động swing thì chúng ta phải chuyển động bằng hông. Tại vì phần lớn mình không biết chỗ mấy bạn như thế nào, nhưng phần lớn mình thấy trên mạng đi, những idol đang swing bằng động tác squat, tức là squat xuống xong đứng lên giơ cái tay, thì đó không đúng là động tác swing ha. Mà động tác swing thì cái lực phải đi từ hông, phải đi bằng mông, là cái hông phải đẩy ra sau như là deadlift, như là convent deadlift hoặc Romanian deadlift, chứ nó không có gập đầu gối quá nhiều. Đầu gối sẽ đi theo hông chứ không phải là đầu gối hạ trước. Đó, còn nếu như mà cái đó không biết tìm có ra không, squat shoulder raise thì còn chúng ta thường thấy trên mạng là những cái động tác nhưng mà squat xuống xong cầm cục tạ giơ lên, thì cái đó không phải là kettlebell swing ha mấy bạn. Kettlebell swing là phải chuyển động như vậy. Này không giống. Cái này có vẻ giống như sai quá nhỉ. Không được rồi. Kettlebell swing, kettlebell swing là phải đi bằng hông nha. Đi bằng hông như vậy. Đẩy hông về sau. Hông đi về sau và hông đi về trước. Ở điểm cao nhất trong cái động tác swing này, mấy bạn có thể hình dung nó phối hợp những cơ nào để thực hiện động tác không? Những cơ nào tham gia? Phần cái gọi là phần hip của mình là dùng nhiều nhất rồi ạ. Sau đấy là kiểu tay của mình thì là sẽ giữ cái tạ, nhưng mà giữ thôi ạ. Như chúng ta cũng biết thì cuộc sống hiện đại nó đang kéo, đang lôi đầu chúng ta về phía trước bằng nhiều cái đồ công nghệ, nên cái thường á, cái phần cơ mặt phía trước á, anterior, nó luôn bị căng và dẫn đến cái mặt cơ phía sau á, nó luôn bị yếu, nó thường bị yếu. Nên kettlebell là một trong những dụng cụ khá là tốt để tập luyện mặt sau. Nhờ những động tác swing như vậy thì kích hoạt cái phần cơ phía sau, cơ dọc sống lưng, cơ trap, cơ lưng dưới, core, phần core phải giữ liên tục để nó giữ được cái form thẳng ha, cái lưng thẳng. Rồi tập cả mông, mông đùi sau. Ví dụ như ngã người xuống. Ngã người xuống đây thì là hamstring giãn ra nè, mông kích hoạt nè, core giữ nè, lưng giữ ổn định nè. Còn lúc siết lên là siết mông nè, squeeze, gồng chặt cơ mông nè ha. Đạp chân mạnh nè, bám chân. Đó, thật ra đây là một bài, một dụng cụ tập rất là tốt cho mặt chuỗi mặt sau. À, còn một đoạn nữa, một đoạn nữa mới hết. Một đoạn nữa mới hết. Chắc mình tắt rồi vô lại nói thêm một xíu nữa là xong. Chúng ta còn một phút. Mấy bạn có thắc mắc gì về nãy giờ không? Nãy giờ những cái phần nói nãy giờ. Ok hết không? Tại vì okay, mình nói hơi nhiều khúc mà dây đàn hồi. Tại vì mình ứng dụng nó nhiều nên mình nói nhiều về đó. Rồi mình vào lại một xíu nữa.